Dạ con xin chào cô chú, chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú cả nhà an lành và hạnh phúc. Chợ vắng hết rồi cô chú, tan chợ rồi mà đang đợi bé Sơn cho nó ra đó, cô chú. Rồi đợi nãy giờ chưa thấy nó ra. Nay chắc bé Sơn canh giờ rồi, trễ thì sao không chưa ra thấy mình nữa chưa. Ơi coi bé Sơn nó cười. Ừ đây con. Sơn. Ừ, cái nó cười kìa. Sơn. Cười coi. Cười coi. Cười coi. Cười coi. Sơn ơi. Cười coi. Cười nghe cái răng nó cười. Nó cười nó nghe răng tỏ nó hồn mình không à. Cái gì? Cười coi. Sơn ơi. Nè cho Sơn nè. Đó từ từ. Sơn ơi, từ từ Sơn ơi, chưa gì hết rồi. Sơn ơi, trộn chung luôn, khỏi kén chọn. Thôi ăn mà lựa đi nha. Trời ơi, bác ăn mà nhìn bác gà, bác dễ thương chưa? Ừ. Đợi chờ gì? Đợi chờ gì? Nghe ăn ơi, thay tên. À bốn dạ. Ăn xong rồi. Ăn xong rồi vui con. Vui. Vui. Chị hai về ha. Chị hai với mẹ Dung giống cửa đi về ha. Ta về hết rồi. Lót cho dịch đi. Mẹ lượm đâu đâu. Để cầm cho mẹ. Còn cái nào lót cho chiếc chiếc của con đâu. Nè mẹ con lượm lượm đi. Lượm lượm đi rồi về lót cho chiếc cho đã. Con lượm mấy cái này nè cô chú, mấy cái bịch này dục ủ lắm. Cái này để lót cho chiếc chiếc nó nằm á, vừa êm nó mà nó cũng dọn vệ sinh nó cũng đỡ, nó đỡ cực nữa. Con với mẹ mới vừa đi bán về với nào cũng mừng. Chiếc cũng mừng. Chiếc ơi, chiếc ơi. Chiếc ơi. Chiếc ơi. Chiếc ơi, chiếc ơi. Chiếp ơi, chiếp hai cũng mừng á hả? Họ mụ đi sổ hoài làm em hết hồn con. Chiếp ơi, chiếp. Rồi cho bà Liên mừng miếng luôn. Con kìa, con kìa, nó hôn mẹ, thương không? Con lúc kìa, không lợi dụng. Sao? Có mũi vui gì? Mũi nó ly, nó ly, nó đang hôn mẹ kìa. Trời, nó hạnh phúc kìa. Hôn mẹ, nó hôn mẹ đó. Á, á, mập quá, ổng không nổi luôn á. Coi kìa, coi kìa. Sao? Không muốn chen vô á. Thấy được cá mùi con. Rồi. Trời ơi mũi, trời ơi ăn kẹo nó hoài mũi. Cành anh nó thấy mẹ đang ôm ở con kia nó cứ ràng ngoài á. Không chịu thì sao? Đau vậy? Thôi đau rồi, thôi làm mẹ thương. Tức ấm ức. Thôi. Nè, không kẹo miếng, không kẹo đợi nãy giờ. Sao không kẹo? Lúc kia ơi. Lúc kia ngồi nó đợi nè, nó không dám ra nè. Mũi,
biết mọi người. Họ đi tự động vô luôn rồi. Không biết lúc đi ra Lúc đi mẹ ra đè nó ra lúc đi có phiên lúc cây mòn ô cây mẹ mòn ô mòn mỗi nó hồn hào ghê nó la áo mà chưa tài chạy ra tới đây luôn áo mà chưa tài cơ chứ nó nè giỡn chưa tài xong nè cái áo chưa tài ra đây luôn giỡn gì mũi á thôi là đây mừng chip mẹ chip có đợi kìa chip đang đợi mẹ mừng kìa sao chip chiếc cũng mừng luôn. Thôi chiếc nó kêu có tiếng mất cuộc. Nó kêu nó mừng á, nghe tiếng mừng á. Chết. Đang mừng. Chiếc ơi. Mừng. Chiếc ơi. Mừng. Thôi vô lo cho mấy em ăn. Chiếc ơi, nó cũng mừng á. Mừng á gì hả? Đồ ra nữa. Vừa mừng ra từ từ để hồi rửa đó rồi ra cho con đang chơi rửa chuồng lần nữa rồi chú Chi Tài ơi Chi Tài mẹ ai Chi Tài con nó mừng ơi để nó khèo mẹ khèo khèo rồi Chi Tài ơi ra đây không ra chiếc này cho ra chiếc Chi Tài mừng là Chi Tài vậy đúng không chú ra đây là cạnh nó chạy á nó cạnh nó chạy chạy Trời ơi con nó kỳ với một mũi kìa không nhấu nhẹp trời ơi từ từ thôi hôn em út nhẹp luôn á lúc kỳ mũi già đâu mũi phá Chi Tài lắm chứ mỗi lần thả Chi Tài ra là bà mũi với lúc kỳ dí nhỏ chạy dưới gầm tủ chén luôn á hai đứa là quay ồ mà lúc kỳ vui chiên làm em nó xới tóc luôn nó kỳ mà mỗi lần thấy Chị Tài ra mừng lắm rồi chú mừng đó mà tại giờ cũng hết bạn chơi rồi chị cho mẹ bấm 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 giờ cho qua con bấm rồi qua bấm rồi qua bấm rồi có hai chân cuối là chưa bấm rồi mũi kìa mũi sao mũi mũi ơi trời ơi mũi vui đủ rồi ta cho Chị Tài vô đi con vô nằm đi mày phá quá cát nồi đây mày bư ra đổ tầm lum hết Tài ơi nấu vệ sinh cho nó nữa hú đi nhìn lượng ừ quay cái bếp mở cửa đi vừa mở ra là có bà bơ có đứng rồi bơ vô không hai bà kẹ Đen ơi con có mừng hai không Đen Hú ơi Đen cũng mừng hai cái nè Đen cũng đi theo hai đứa Đen mừng nè tại đây chị hai ẩm Đen miếng rồi Đen cục cưng ơi Đen ơi Đen giờ Đen hạnh phúc rồi ha Đen được chị hai thương ha Mày mập quá trời đúng không chú Mập lắm luôn á Đâu cô chú cho con coi Cô chú coi cái mặt gần của con coi Buông đi rồi, xuống chơi với mấy em đi con Con về con mừng nó giận hơn Sao lấy coi chú coi cái mặt không nó ghét không Giận à mập lên yên coi chú cảnh lượm mỡ chú ơi lượm hết lượm hết chưa lượm đỡ rồi lượm đỡ lắm luôn rồi chờ con lấy đồ ăn chú coi hai vị cháu nó dở nè giờ anh vàng chia tay rồi dở với bé chip đã rồi xong giờ qua dở với dì muội
À, bé muội thì nó lại khoái lúc kia của chú, chịu giỡn lúc kia, khoái giỡn với bà Ly nữa, bà Ly già nữa, mà bà Ly già nó không chịu. Hoa hậu Châu Phi giờ thích giỡn với ông kẻ lúc kia. Có ông kẻ này thì không chịu thôi, chứ bà già kia quá không, bà lớn tuổi bà khó tính luôn chú. Giỡn riết thôi, hai dì cháu rỡ muộn giỡn hoài, cái đèn cái người hầm hầm gừ cái biết kia gừ qua gừ lại vậy. Thì chú coi bé tỷ nè, tội nghiệp. Giống như em là nó giống như bị trầm cảm từ lúc nhỏ rồi, nó tính của nó hiền điềm đạm mà nó thích lẻ tẻ một mình vậy đó, không có chơi chung, không có giỡn chung lúc nào. Ở nhà nghĩ hơi như mày biết tỷ, nhà con biết nên ôm tỷ nhiều lắm. Ngày xưa cô chú biết nuôi nó 2 tháng trời, đâu mà ta nuôi chăm sóc 2 tháng trời mà còn chưa đụng được cho bé tỷ đó cô chú. Đụng như nó đi học lùi không à. Cành anh kìa. Cành anh đi đâu rồi ta, đi của mẹ đâu rồi ta. Thôi chiếc ở ngoài, chiếc ở ngoài. Chiếc chơi xíu. Thôi ôi bà mũi bà nhảy lên. Nịnh ôm tỷ á, tỷ nó khoái ôm á, bé bỏng mà tội nghiệp nằm cả. Bé tỷ là trước sinh hay sau sinh gì cũng bị, tại vì đem về chó người ta 1 tháng mà quen chủ quen nhà, còn bé tỷ 2 tháng trời mà cái nhà con chưa có người nào sờ được bé tỷ hết trơn á. Giờ tự nhiên nhà con mắc cười quá, giống như sở thú quá. Tự nhiên á hả, chó có, mèo có, vịt có, nhà có cả chim nữa. Ba con nuôi chim ở trên lầu á. À, trời ơi con bà Ly bắt mặt anh Tị không cho lại á cô chú. Thấy mẹ con ẩm, mẹ ẩm gọi Ly mà ẩm ờ bà ơi ghê, trời ơi bà giàu khó tính. Mẹ à, lúc kia sợ chứ, trời ơi, dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn mà. Ngôn ngữ của tụi nó mà mình đâu có hiểu được. Tỷ ơi không kẹ để ổng nhét. Thôi biết được không? Chíp chíp thì nó không sợ mũi tệ cho nó cây hả mẹ hả? Sao mũi? Hậu Châu Phi trả chiêu. Nó kêu xong ôm nó đó, ôm Ly hoài đó. Sao mũi? Mũi sao mũi? Trời ơi, chán bà già. Trời ơi bà già Ly ơi, bà người hoài mệt luôn á bà Ly. Ôi cười hoài luôn. Mấy đứa này nó ăn vậy nữa đâu dám thả nó ra. Thả nó ra, muốn thả nó ra chơi chung mà cũng đâu có dám ra cả nhà nó. Nó gặm bé Chip với bé nó kìm phát một luôn á. Một phát một là mấy đứa kia xong ngẫm liền, ngầm cuối tuổi liền. Sợ mấy lắm luôn chú ơi. Ngày xưa đâu có cái tính vậy đâu, tự nhiên cái tính già nổi cái tính gọn lên. Đâu ngày xưa cũng nó giận tối nhà nó chơi đó, không biết hồi xưa nó dễ thương hay là già là khó tính không ta. Bé Ly nó bé Ly nó lớn tuổi rồi cô chú. Không mẹ đó, thấy Ly không mẹ rồi, rụng răng rồi. Lâu lâu nó không mẹ. Bé Ly hình như rụng răng rồi đúng không? Rụng mấy cái rồi chú. Mốt hút cháo cho cô. Cho Ly ăn, chuẩn bị nấu cháo cho Ly ăn thiệt á chứ. Rồi đi ra đi, hừ miết buồn quá. Trời ơi Chip ơi. Dạ con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ hôm nay con quay những khoảnh khắc đáng yêu của mấy bé lại cho cô chú và cả nhà mình cùng xem. Dạ con xin bye bye cô chú và cả nhà mình.